Thưa quý vị và các bạn, khoảng 7 giờ 30 phút sáng qua ngày 6 tháng 5 năm 2020, tại khu vực chợ Hang thuộc địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, đã xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng làm một người thiệt mạng. Trước đó, do mâu thuẫn với vợ, Tào Văn Dũng, sinh năm 1968, ở thôn Tây Thịnh, xã Thọ Vinh, đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ là chị Vương Thị Tình, sinh năm 1972, tại khu vực chợ Hang. Ngay sau đó, chị Tình được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Tình đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Tào Văn Dũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng công an tỉnh, công an huyện Kim Động đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng. Đến khoảng 9 giờ, đối tượng Tào Văn Dũng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Dũng theo quy định của pháp luật.